Chào các bác nhé, hôm nay em cắt cái máy rửa xe 1.8 UV. Hôm nay là mùng 8 Tết. Hôm nay khai trương. Cái này em bán giá khai trương, giá rẻ. Để bác nào mình quan tâm thì mình liên hệ nhé. Là sử dụng súng ngắn nha, súng ngắn và có bình xà bông bên ngoài. Đây là cái bình xà bông này. Đó. Thì bác nào mình quan tâm thì liên hệ. Sử dụng súng ngắn.